Xin chào các bạn. Đây là cái máy rửa bát Panasonic NPTH3 của nội địa Nhật. Thì cái máy này có chiều cao 60 cm, chiều rộng 55 và chiều sâu là 35 cm. Thì đối với các máy của chúng tôi bán ra, chúng tôi sẽ kiểm tra, đối với cái máy qua sử dụng sẽ kiểm tra vệ sinh, việt hóa toàn bộ cái chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng. Đó. Thì máy đã được vệ sinh rất sạch. Đấy, đây này, bản dịch tiếng Việt các bạn đã nhìn này. Đấy, cái này sẽ được dán lên đây, như tôi dán lên đây các bạn nhìn thấy đây này, tắt mở này, cài đặt chế độ này. Đấy, này có các nút cài đặt chế độ. Đấy, các bạn sẽ nhìn này. Đấy, nó sẽ tương ứng ở trên này, nó sẽ tương ứng ở bên dưới. Đó, tương ứng ở bên dưới, các bạn nhìn các chế độ như cao như thấp này. Cái này thời gian sấy 30 45 này, giữ khô này, 45 này giữ khô này, 60 giữ khô, thổi gió này, hẹn giờ, đây là hẹn sau 4 giờ. Sau 4 giờ là máy chạy. Đó. Sau 4 giờ máy chạy. Đó. Sau khi ta chọn chế độ xong thì chỉ cần nhấn vào đây để máy chạy. Đó. Đây tôi sẽ bật lại, chọn chế độ nhiệt cao độ bẩn số 2 đi, và thời gian sấy là 30 phút, không giữ khô, không thổi gió. Sau khi mà chọn xong, ta nhấn vào đây thì máy khởi động chạy. Đó, máy sẽ được chúng tôi việt hóa toàn bộ cái chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng nhé. Và đây là sau khi chúng tôi dán lên trên. Đấy, dán lên trên, bạn đã dán bên dưới đây các bạn hình dung thôi.